Vị bác sĩ này đang bị các bệnh nhân tâm thần trói trên ghế, họ định chữa cho anh ấy khỏi bệnh bình thường. Rất may cô gái kịp tới nơi tương trợ, họ phối hợp cùng nhau dùng điện hạ được mục tiêu và chạy thoát. Cả căn phòng bốc cháy dữ dội, cô gái vội vã xuống mở cửa giải thoát cho những người bị giam cầm. Họ vốn là đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế. Hôm nay mang đến mọi người bộ phim kinh dị của Mỹ Stonehurst. Mở đầu bộ phim, một giáo sư đại học Oxford chứng minh một trường hợp mắc chứng cuồng dâm của phụ nữ tên Elira Graf trước toàn thể lớp. Cô ấy phản đối rằng bản thân khỏe mạnh bình thường, nhưng giáo sư đã nhẫn tâm kích hoạt cơn cuồng loạn của Elira bằng các động chạm cơ thể. Bất kỳ sự đụng chạm nào của con người đều khiến cô ấy rơi vào trạng thái điên cuồng. Sau màn tranh cãi, anh ấy yêu cầu trợ lý của mình đưa bệnh nhân tiếp theo vào. Trước đêm Giáng sinh, một bác sĩ trẻ, Edward Newgate từ Oxford đến Stonehurst Asylum. Anh ta được dẫn dắt bởi lính canh và người đứng đầu đội cận vệ, Mickey, vào tòa nhà. Nhà tị nạn bao gồm 200 cư dân, hầu hết trong số họ là lãnh chúa và quý bà của những gia đình tốt nhất nước Anh. Tiến sĩ Edward ở đó để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng cho quá trình thực hành y tế của mình. Anh ta gặp giám đốc của trại tị nạn, tiến sĩ Silas. Edward gây ấn tượng với tiến sĩ Silas bởi ý chí của anh ấy khi làm việc với những người tâm thần. Silas giới thiệu Edward với các bệnh nhân của Stonehurst. Một số nghĩ rằng mình là động vật, một số bị ảo tưởng, trong khi một số lại ở đó vì là người đồng tính luyến ái. Nhưng một bệnh nhân đặc biệt lọt vào mắt xanh của tiến sĩ Edward, Eliza Graf, người phụ nữ được chiếu ở đầu phim. Cô ấy đang ở trong trại tị nạn để được điều trị chứng cuồng loạn nữ. Cô thuộc một gia đình quý tộc và đã kết hôn với một người đàn ông rất giàu có. Thật không may, Lady Eliza mắc chứng cuồng loạn. Cô ấy phản ứng tiêu cực với tất cả các đụng chạm cơ thể. Eliza đã cắn đứt tai của người chồng bạo hành của mình. Vì vậy, cô được cha cho đi tị nạn. Bác sĩ Edward bị mê hoặc bởi kỹ năng âm nhạc của Eliza. Dường như anh ta cũng đã quyến rũ cô. Tiến sĩ Silas mời Edward đến ăn với nhân viên vào tối hôm đó. Nhiều món được bày biện trang nhã trên bàn. Edward rất ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân ngồi cùng. Theo tiến sĩ Silas, việc hòa nhập với xã hội là điều tốt nhất cho các con bệnh. Tại bữa tối, mọi người đang trò chuyện vui vẻ cho đến khi tiến sĩ Edward đề cập đến Mickey là một cái tên vô nhộn. Điều này gây ra căng thẳng, mọi người im lặng, nhưng Mickey bắt đầu cười một cách cuồng loạn. Sau đó anh ta mời tiến sĩ Edward một ly rượu. Anh định uống nó thì Lady Eliza từ dưới bàn dùng chân đập vào người ngăn lại. Sau đó, Eliza đưa Edward ra ngoài với lý do là để giặt áo sơ mi và bảo anh ta chạy đi rời khỏi trại tị nạn càng sớm càng tốt. Cô ấy không đưa ra lý do tại sao. Edward bối rối về phòng, anh chuẩn bị súng của mình phòng trường hợp bất chắc. Một tiếng động lớn làm Edward giật mình, anh đi theo nó và xuống tầng hầm. Có một số người trong nhà tù cầu xin sự giúp đỡ của Edward. Suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là họ là những bệnh nhân cực kỳ mất trí. Nhưng sau khi trò chuyện, anh nhận ra rằng họ đều là nhân viên và giám đốc của trại tị nạn. Silas thực sự là một bệnh nhân đã dẫn đầu một cuộc binh biến. Anh ta nhốt các nhân viên và để bệnh nhân điều hành mọi thứ bao gồm cả Eliza. Trong số các tù nhân có giám đốc thực tế của trại tị nạn, tiến sĩ Benjamin Son, hai y tá hướng dẫn sức khỏe và nhiều hướng dẫn viên khác. Edward nhận ra rằng anh sẽ kết thúc như họ nếu Lady Eliza không cứu mình hôm nay. Quá kinh hoàng, Edward vội nói với Eliza sự thật, nhưng cô ấy đã biết tất cả. Trên thực tế, cô ấy là một trong những kẻ mất trí đã giúp tiến sĩ Silas bỏ tù các nhân viên. Ngày hôm sau, Silas dẫn Edward và Mikey đi cùng mình trong các vòng thi buổi chiều. Họ bắt Edward vào phòng của một kẻ mất trí để thay quần áo. Người mất trí thật đáng sợ khi nhìn vào. Edward ban đầu tiếp cận liền bị tấn công bởi người đàn ông. Anh ta gần như sắp bóp nghẹt Edward cho đến chết. Nhưng ngay sau đó, anh ấy nhận ra cái tên Arthur được viết trên tường. Edward cho rằng đó là tên của kẻ mất trí nên gọi anh ta là Arthur. Điều này cuối cùng cũng khiến người đàn ông bình tĩnh lại. Silas rất ấn tượng về tài ứng biến đó, nhưng Edward cuối cùng phải chịu nhiều thương tích sau cuộc chạm trán. Lady Eliza chăm sóc vết thương cho anh. Edward nói với cô về ý định giải thoát các tù nhân và bỏ trốn cùng họ. Eliza liền tiết lộ, đây là một nơi tàn ác đối với bệnh nhân. Họ đã được thử nghiệm bởi tiến sĩ Son. Cách thức và ý tưởng của anh ấy phù hợp với đám ma quỷ. Silas, Mickey, Eliza, đầu bếp và lính canh đều là nạn nhân của Son phương pháp tàn nhẫn. Ông ta đã dùng áp lực nước lên một số bệnh nhân của mình và giữ họ trong đó sinh hoạt trong nhiều ngày. Theo tiến sĩ Son, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bệnh nhân là cách để chữa trị chứng điên của họ. Nhưng anh ta đã phải vật lộn để tìm ra nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Silas. Tiến sĩ Son đã thực hiện tất cả các loại thủ thuật đáng sợ đối với Silas khi anh ta còn là một bệnh nhân. Silas và những bệnh nhân khác rất bất mãn nên họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng, tìm cách để tự giải thoát khỏi sự tra tấn. Cuối cùng, một ngày nọ, họ cho thuốc vào đồ uống của bác sĩ và nhân viên rồi giam giữ tất cả lại. Silas đã thay thế vị trí của tiến sĩ Son làm trưởng trại tị nạn và để cho các bệnh nhân được sống tự do. Sau khi nghe câu chuyện, Edward hứa rằng Eliza sẽ không bao giờ phải chịu đựng theo cách mà cô ấy không muốn. Trong thời gian ngắn, Edward gây ấn tượng với mọi người trong trại tị nạn. Một bà già đã từ chối ăn cho đến khi con trai bà từ chiến trường trở về. Edward đóng giả con trai của bà và âu yếm đút cho người phụ nữ. Chứng kiến điều đó, Eliza có cảm tình với Edward nhiều hơn. Lòng tốt của anh đã khiến cô ấy thán phục. Cặp đôi bắt đầu yêu nhau. Edward cố gắng thuyết phục cô bỏ trốn cùng anh ta khỏi trại tị nạn nhưng Eliza nghi ngờ ý tưởng thành công.
Không lâu sau, Edward được gọi bởi Silas. Gã muốn Edward hỗ trợ mình trong một quy trình thử nghiệm trên tiến sĩ Son. Anh ta trói nạn nhân vào giường và tuyên bố rằng tiến sĩ Son là một kẻ mất trí, bản thân mới là giám đốc hợp pháp của Stonehurst và Son cần một liệu pháp điều trị. Liệu pháp này được gọi là liệu pháp điện. Sau đó, trước mặt Edward, tiến sĩ Silas chạm vào công tắc, khiến Son bị điện giật. Anh ta yêu cầu Edward cũng làm như vậy. Sau khi điều trị bằng điện, bác sĩ Son mất toàn bộ trí nhớ. Ngày hôm sau là năm mới 1900, mọi người ở Stonehurst đang ăn mừng và hạnh phúc. Edward dự định sẽ trả tự do cho các tù nhân đêm nay. Một buổi lễ diễn ra, mọi người đang nhảy múa khi tiến sĩ Silas quan sát họ. Ở một nơi khác, Edward biết Silas vẫn còn một số điều tốt bên trong. Vì vậy, anh bắt đầu tìm kiếm nó. Trong phòng của Silas khi còn là bệnh nhân, Edward thấy một bức tranh ẩn bên trong bức tường và mang nó ra ngoài. Mọi người ra ngoài tòa nhà để chào mừng thế kỷ mới sắp đến. Nhưng Edward vẫn ở bên trong để pha rượu sâm panh bằng một loại hóa chất có thể khiến mọi người bất tỉnh. Tuy nhiên, Mickey đã bắt gặp. Sau một cuộc chiến căng thẳng, Edward tự giải thoát khỏi Mickey. Rượu sâm banh được mang đến lễ kỷ niệm và phân phát cho mọi người. Nhưng khi họ chuẩn bị uống nó, Mickey ngăn lại và nói về mục đích của Edward. Tiến sĩ Silas đánh anh bằng một cái chai. Khi Edward mở mắt đã thấy mình bị trói vào giường bệnh và được đưa vào phòng trị liệu. Trong lúc vị tiến sĩ sắp bị điện giật, Eliza bước vào phòng với chiếc đồng hồ bỏ túi của Edward. Nó có một bức ảnh của Eliza trên đó. Cô cho rằng chồng mình đã cử Edward đến để đưa cô ra khỏi trại tị nạn. Eliza bắt đầu chất vấn về ý định thực sự của Edward khi đến tị nạn. Edward tiết lộ rằng 6 tháng trước đã vô tình nghe được tình trạng bệnh của Eliza. Anh cảm thấy rất đáng thương và đau buồn nên thề sẽ cứu cô thoát khỏi địa ngục trần gian đó. Đây là lý do thực sự Edward đến Stonehurst Asylum. Khi bị đưa đi, Edward yêu cầu Eliza chạy khỏi trại tị nạn. Ngay khi tiến sĩ Silas chuẩn bị cho điện giật, Edward muốn thực hiện di nguyện cuối cùng. Đó là đưa cho Eliza Graf bức tranh có trong túi. Nhưng trên thực tế, bức tranh là bức mà Edward đã tìm thấy trong phòng của Silas. Tiến sĩ Silas nhìn vào nó liền bị sốc. Bức tranh là nguyên nhân sâu xa khiến anh ta phát điên. Thì ra Silas là một bác sĩ thực sự trong thời chiến. Anh đã phải giết những người bạn lính của mình để giải thoát cho họ khỏi nỗi đau. Silas bắn chết từng người trong số họ và cũng đã cố gắng tự sát, nhưng anh đã may mắn sống sót. Điều đó khiến Silas mất trí theo thời gian. Bức ảnh Edward cho anh ta xem là bức ảnh của một người đồng đội. Vì vậy, nó lại kích hoạt cơn điên của anh ta. Tiến sĩ Silas chạy trốn khỏi đó. Thế vậy, Mickey quyết định tự mình thực hiện thủ thuật cho Edward. Nhưng Eliza đến giúp Edward. Toàn bộ trại tị nạn xem họ chiến đấu vui vẻ. Tuy nhiên, Mickey kích hoạt cơn cuồng loạn của Eliza khiến cô ấy mất kiểm soát. Edward cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh lại. Cuộc chiến diễn ra sau đó vô cùng ác liệt. Mickey cuối cùng bị điện giật cho đen người. Nhưng ngọn lửa lan ra xung quanh và căn phòng bắt đầu bốc cháy. Eliza chạy đến cứu các tù nhân khỏi tầng hầm. Trong khi Edward đi tìm Silas, anh tìm thấy Silas trong hành lang lúc này đã thoát khỏi u mê. Vì vậy, Edward đưa anh ta ra ngoài cùng với những bệnh nhân khác. Tất cả đều an toàn, mọi thứ đã kết thúc. Edward muốn Eliza cùng mình xây dựng cuộc sống mới, nhưng Eliza từ chối. Khi Edward nói với Eliza rằng anh ấy có một bí mật cuối cùng muốn chia sẻ. Bây giờ là một vài tháng sau đó, Stonehurst đã trở lại bình thường và tốt hơn bao giờ hết. Một thời gian sau, y tá trưởng thực sự sẽ điều hành mọi việc, chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Giáo sư ở Oxford và chồng của Eliza đến nhà thương để trả tự do cho cô ấy. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi được thông báo rằng bác sĩ Edward đã cho cô xuất viện vài tuần trước. Ai lấy đều bất ngờ khi nghe điều này bởi vì chính giáo sư là tiến sĩ Edward Newgate. Ông giải thích rằng người đến đây đóng giả bác sĩ là một bệnh nhân của mình. Anh ta đã nhìn thấy Eliza trong một buổi biểu diễn y tế tại Oxford. Sau đó, anh ấy chạy khỏi một trại tị nạn ở London với đồ đạc của tiến sĩ Edward và đánh cắp danh tính của mình. Tất cả để cứu Eliza. Cuối phim, chúng ta thấy bà Graf và kẻ giả mạo Newgate ở Tuscany, Ý. Bây giờ họ được gọi là tiến sĩ và bà Silas. Cả hai nhảy múa vui vẻ và ôm hôn nhau trong khu vườn của một nơi dường như là một trại tị nạn khác, điều hành bởi các nữ tù. Đó là đoạn kết của bộ phim Stonehurst Asylum. Bây giờ, đi vào phần giải thích qua quéo. Edward đã từng là một bệnh nhân tâm thần. Anh ta mắc một chứng bệnh có tên là Pseudologia Fantastica, thường được gọi là nói dối bệnh lý. Đó là tình trạng một người liên tục nói dối không vì lợi ích cá nhân. Edward đã làm việc này trong nhiều năm. Chúng ta không bao giờ biết tên thật của anh ấy. Nhưng bất chấp chứng rối loạn của mình, anh ấy sở hữu những phẩm chất độc đáo của tình yêu và sự đồng cảm. Tình yêu thương và sự đồng cảm dành cho những người tâm thần đã khiến anh có thể giúp đỡ họ. Ngay cả chứng sợ đụng chạm của Eliza cũng nhờ anh ấy mà chữa khỏi. Vì điều này, Edward có thể hành động như một người bình thường và lành mạnh. Khán giả sẽ không nghĩ rằng anh ta là một kẻ điên. Nhân vật Edward được xây dựng rất mạnh mẽ. Một trong những thông điệp được truyền tải từ bộ phim này là về sức mạnh to lớn của tình yêu thương. Nó thậm chí có khả năng chinh phục nỗi đau khổ lớn nhất của con người, một tâm hồn mất trí. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.